Ok mọi người coi mình cái câu sau này mọi người ơi. Đầu tiên coi cho mình câu số 1 mọi người, câu 1 ha. Câu 1 mọi người. Câu 1. Người ta cho các bạn là 90% của động năng các bạn ấy chuyển hóa thành nhiệt lượng. Vì 90% của động năng của mình là 1/2 MV bình nhân cho 90% đúng không? Quên nhân không có chính này. Các bạn ấy chuyển thành cái quá trình là MCT. Vậy M ở đây mình có cái cục đoạn này nó có nói là viên đạn tăng lên bao nhiêu độ C đúng không? Và người ta cho mình là cái tốc độ là 200. Vậy cái này coi mình có là MCT bằng 1/2 M bình. Mình chia 12 mấy thôi. Chia đi với bạn. Cái khối lượng cái M. Đúng rồi, vậy mình có là C nhân T bằng 1/2 T bình nhân 90% mà. Vậy T là 47.4. Ok mọi người. Mọi người nhớ nha. Nhiều bạn làm tới đây, nếu mà bạn làm tròn sai á, mọi người sai liền. Mọi người đọc ý kỹ cái đề này. Đề là cái kết quả lấy mấy ba chữ số có nghĩa. Ba chữ số nghĩa rồi 1, 2 và 3 chữ. Đúng rồi, lấy ba chữ số ha. Ok, thôi cái này dễ ha. Tiếp luôn, câu số 2. Rồi giờ với câu số 2 thì sao vậy? Câu số 2 mọi người, người ta cho mình, người ta bảo là phải đốt cháy bao nhiêu xăng trong lò bằng một cái thứ gọi là bằng một cái nhiên liệu đốt cháy đó là xăng. Vậy mà tán liên quan đến nhiên liệu á thì mọi người phải nhớ mình một cái gì ta, mọi người phải nhớ cho mình cái gì các bạn. Wow. Ok cũng được ha, cũng được. Cũng được hết. Ok ha. Good. Vậy mọi người, vậy đối với bài này á là liên quan đến tới hiệu suất 10 đúng không ạ? Cái việc mình làm á, làm cái nhiệm vụ mình cần làm này mọi người, nấu chảy kim loại đâu mà nấu chảy từ bao nhiêu độ bạn? 13 độ mọi người. Và muốn nấu chảy được thì nó phải lên 1083 độ C phải không ạ? Rồi có đó nghĩa là nó đi từ 13 độ lên 1083 độ C rồi sau đó nấu chảy. Và nó nấu chảy bằng cái gì các bạn? Bằng cái việc là mình dùng xăng mình đốt. Vậy hỏi mọi người nè, vậy hiệu suất H của mình á có phải là có ích chia toàn vậy bạn? Toàn phần đúng không? Đúng không? Vậy mọi người nghĩ là cái toàn phần mình là cái gì? Là cái việc mình nóng chảy hay là cái việc mình đốt xăng thôi? Mình là gì mọi người? Cái việc mà mình cần làm là đốt xăng đúng không? Vậy cái việc cần làm nó là có ích. Còn toàn phần chính là mình dùng cái gì bạn ơi? Xăng để mình là gì bạn? Mình đốt ra mọi người, ok ha? Do đó mọi người chúng ta sẽ có mọi người quy kết ở đây á, nó chính là cái việc mà mình nung chảy đồng từ 10 độ cho lên từ 3 độ lên cho 1083. Nên cái năng lượng của ít này thứ nhất nó là MCT. Đúng rồi. Sau khi lên được 1083 rồi nó là một việc nữa là nóng gì bạn? Nóng chảy nó là lambda nhân điện. Nhưng mà yeah. Và toàn phần chính là cái năng lượng xăng nó chuyển ra được. Và đề bài cho mình là một ký xăng á là 4.6 nhân 17 đúng không mọi người? Vậy nếu như mình có M ký xăng thì năng lượng của M xăng là cái này nhân cho cái con số nhiêu này? 4.6 nhân 17 nhân. Đúng rồi. Và cái 4.6 nhân 17 nè, mình còn gọi nó có tên gọi là gì mọi người nhớ không bạn? Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Đúng rồi, là năng lượng tỏa ra khi mình đốt rụi 1kg chất gì đó. Đúng rồi, thôi ha. Vậy bạn thay vào số liệu thì có sạch sẽ rồi. Vậy khối lượng các bạn ra được là 425kg. Ok. Có ai không? Gì sao vậy? Đúng rồi, đó. Ok chưa? Ok không? Được rồi mọi người. Ok không bạn? Vậy ở đây mình có khối lượng của cái đống kg đồng rồi, mình có khối lượng đồng là 10 tấn đồng rồi, mình có M, mình có nhiệt chung riêng của đồng luôn, mình có độ biến nhiệt độ, mình có nhiệt nóng chảy luôn. Để hỏi khối lượng xăng em mò xăng thế nào? Rồi xong. Tiếp câu số 3 ha. Ai thắc mắc hay gì mọi người nhớ hỏi liền. Câu số 3. Câu 3. Rồi câu 3 ok ha, câu 3 bạn Phương là cũng ok nè mọi người. Rồi bây giờ bạn coi mình câu số 3 mọi người. Câu số 3 là đồ thị. Nhưng mà thay vì đồ thị này nó cho mình á, thì đề này là cái bài toán nó chuyển từ chữ thành đồ thị thôi à. Mình dịch cái đồ thị thành tiếng Việt mọi người. Mình dịch thử là mình có gì đây. Tất mấy chục sao? Mấy chục? Hai chục. Một chục gì bạn? Nhiệt độ. Và một chục thời gì bạn? Thời gian không? Đúng rồi, bạn nghĩ là nó sẽ cố gắng đun nước sôi khiến cho cái nước nó tăng nhiệt độ lên. Và nó tăng trong 2 phút. Nó có điểm rất đẹp luôn, là 2 phút đúng rồi. Nó tăng từ mấy độ bạn? Từ 30 lên nhiều.
40 là 5 vậy bạn. 50 không? Nghĩa là lúc này mọi người, cái công suất tỏa nhiệt của mình á P nhân T, đúng không ạ? Nó dồn hết cho cái việc là đun nước MC nhân T không? Và công suất P bạn có rồi là 900. Chị dạy. Chị dạy. Ôi. Tính lần với Phương tính chi hai lần vậy? Hai lần khác nhau gì đâu? Cùng đường mà, tính chi hai lần? Tính lộn. Tính cho đủ. Ok bạn, làm hai cách cho người, cách 1, cách 2 ha. Một cách lấy 1 phút. 1 phút thì 40, còn một cái thì lấy 50. Thôi cũng được nha mọi người. Ok không? Lấy này là cũng được, lấy này được rồi, không cần phải làm vậy. Rồi vậy công suất của mình đó là 900W nè. Các bạn lựa cái điểm 2 phút á thì 2 phút của mình là 120 giây, khối lượng của mình là 1,3 kg nhân C2 đúng không, và nhiệt độ của mình từ 30 độ lên 50 độ, 50 độ 10, nhìn bạn ra được cái xe nó sắp xỉ của chi đôi luôn rồi. Ô đi lý không cần nghe, cái này không cần nha, cái này bằng là 415 gì vậy, 53,8 đúng không? Và toán yêu cầu là lấy tới hạn đơn vị thì các bạn làm tròn thẳng luôn như mình, bạn nó là 415 54. Ok thằng rồi. Rồi xong ba câu này easy. Dễ quá. Dễ ha. Hy vọng mọi người làm được hai câu này, những câu này nha mọi người. Ok ha. Chưa, tăng bốc. Tăng bốc luôn á. Không trắng. Làm chưa? Mới ghi vô nè. Trắng luôn. Đây là chưa đã. Trời ơi. Thằng bóp mới ghi luôn. Chắc có tính đẹp à. Ok. Sao? Rồi ok, tiếp nha. Trời siêu giữ tay đi ăn bánh mì vô lớp nè. Ờ, ba con đó ok, được. Trời ơi, trắng bóp luôn. Cái này là thời gian nó cao đúng không? Nếu học phí cần 200 thì... Ok. Ví dụ nếu mà lập một cái phương trình lại nước nước đá cũng lên được đó thì lúc này nó sẽ bị trừ đi 2% nữa, mà cái thì nó trừ 2% à, nhân 800 thì mất đi 2%. Rồi trắng luôn. Rồi lên bảng nha. Ồ có ai thắc mắc gì vậy không vậy? Được không ạ? Ok không ạ? Rồi lên nha. Rồi. Câu số 4 khó nha, 4 để đó. 4 đó mình sẽ xử cho mọi người câu 4. Câu 5 đi. Câu 5 với câu 6. Có 4 hơi khó xíu à. Câu 5 và câu 6 của các bạn đâu ạ? Rồi câu 5. Rồi câu 5 nha. Lên nhìn mình câu 5 đi. Mình lên làm bài chưa mai? Để lại những lúc này làm bài chưa? Câu 5 nha, lên bảng với mình câu 5. Câu 5. Trong câu 5 cho mình. Chờ thống lên. Tạm thì lên đây chỉ cho tạm. Tiếp câu 6 nha. Câu 6 dễ lắm. Câu 6 đã từng làm rồi nha. Câu 6 làm rồi. Hứa luôn á, cuộc đời đã hứa rồi. Thiếu thằng nào? Chỗ mà
Quy lên là con 6. Rồi chân ơi lên con 5 đi, Quy lên con 6. Không, Huy cái này. Rồi câu số 5 đó là mình kiểm tra coi là nó có chuyển thể hoàn toàn chưa hay không nha mọi người. Bài 5 là dạng bài thì chuyển thể hoàn toàn. Đổ nước vào mình ý là mình đã lấy hỏi cái cục nước đá này xí trước hết phải kiểm tra coi là không, nó có đủ nhiệt là... để làm tan đá hay không đúng không? Tìm thầy trước năng lượng cần để nóng chảy cục đá là... năng lượng để nóng chảy cục đá thì cục đá nó nóng chảy cục đá chảy lắm bồi chỗ sáng này nó lên không đổ mà nó nóng chảy đó là nhưng mà nóng chảy cục đá. Và rồi làm thầy Quy nóng chảy năng lượng cục đá cần wow xuất sắc vậy chấn động ai làm vậy? Ủa 4-9 luôn hả? Đúng không hả? Em phải tắt chưa? Sao không có 4-9 được? Tại chắc gì cục đá là em nóng chảy hết. Muốn xoay máy 4-9 được, bấm lại coi. Bấm lại như vậy này nha, bấm là đúng như vậy này nha. Cách làm thì đúng rồi mà sao xoay số này được. Đây là một bạn làm bài sẽ không ai hiểu. Đây là quy của đá. Diêm, đọc thầy số đi. 43.8 đúng chưa? Chọc biết mà. 43.875 rồi câu 5 đó là nè, các bạn phải tìm cho mình cái nhiệt lượng cần dùng để nóng chảy hoàn toàn đá từ -10 này hả mọi người? Nhiệt đầu tiên đó là mình cần lượng nhiệt nó chạy từ -10 lên không nè, quy từ -10 lên không. Và sau đó cái quy thứ hai đó là quy nóng như bạn, quy nóng chảy đúng rồi, ok ha. Đúng không? Bạn này ghi dòng này bằng. Không đó, ô chính là sai à? Bài này chưa đúng nha, bài thiếu bước nữa. Tôi bác là cũng 39 rồi. 15. Nhiều. 175 500 chùn thôi, ok các bạn.
Rồi, bây giờ tóm tắt lại chút xíu nha, cho chân nhớ lại là các bạn ở dưới bạn cũng nhớ luôn cái dạng bài này nha. Dạng bài này mình làm 4 câu ở hai đề đó bạn ơi. Đề số 3 sẽ còn nữa nha các bạn. Mình đã làm 4 câu ở hai đề rồi, vì đây là cái dạng khó của cái phần này. Đó là dạng liên quan đó là chuyển thể hoàn toàn hay không á. Thì mọi người để ý một chút xíu, ở đây cái hệ mình có tổng cộng bao nhiêu chất trao đổi nhiệt? Nhớ bước làm không? Bước 1 các bạn xác định cho mình coi có bao nhiêu chất trao đổi nhiệt trước. Đầu tiên đó là ta có cái bạn ơi. M1 nước ở nhiệt độ T1 là nhiêu độ bạn? 15 độ. Thứ hai là M2 nhiệt lượng kế ở nhiệt độ là 30 độ. Và thứ ba đó là M3 cục nước đá, nó đang ở cái nhiệt độ là âm mấy? Âm 10 độ C không? Đúng rồi. Vậy đây là bài toán liên quan đến việc là nó có thể chưa nóng chảy xong. Đúng rồi. Vậy mọi người phải kiểm tra coi là nó đủ năng lượng để nóng chảy chưa. Vậy đầu tiên á, muốn nóng chảy được cục đá từ âm 10 đến đây nè mọi người. Bạn tính đến này. Bạn hỏi mọi người nghe câu đơn giản này. Nghe nghe xíu này. Thằng này có năng lượng nóng chảy là nhờ ai cung cấp nhiệt cho nó? Cục đá nè. Nó muốn nóng chảy âm 10 không nè, là ai đang cung cấp nhiệt cho nó bạn? Có phải là gì? Hai thằng lại không? Đúng không? Hai thằng còn lại và cái năng lượng tối đa mà hai này có thể tạo ra là từ 15 độ xuống mấy? Xuống không. Tối đa từ 30 độ xuống mấy? Xuống không không? Tức là toàn bộ tối đa năng lượng chuyển được. Ok ha. Vậy quy mà những này tối đa có thể tỏa ra được là bao nhiêu trên tính này luôn chứ? Có hai đứa ha. Đúng rồi. Có ai làm được bài số 4 không? Hiểu không? Có ai làm được bài 4 không? Có ai làm được câu 4 cậu thị không? Là tốn rồi phải không? Để hai số rồi em đó. Đây là thằng này nè. Đây là 15 độ rồi. Một số phần bỏ ra là nó sẽ xuống tối đa 15 độ. Nó xa ra không bao giờ. Nó sẽ xuống bỏ xuống không độ. Còn cái thằng này số bao nhiêu độ. Cái tổng độ của bạn mình có thể xa là cái số bỏ ra xuống không biết cái gì này. Cái tổng độ của bạn mình có thể xa là quy toán tối đa. Đúng rồi, nằm vấn đề là tỷ lệ là em so sánh cái quy thu với quy toán. Rồi ok mọi người coi mọi người ơi. Ok ha. Rồi mấy bạn nhìn mọi người. Đánh ra đây á là tiêu tuyệt đối á, biết làm sao không? Tại vì cái nhiệt độ mình luôn lấy là T sau trừ T đầu. T sau là không độ đúng không? Thì cái này phải đúng ra là âm mười mấy. Âm 15 và này âm mấy vậy? Âm 30 nghĩa là nhiệt độ 15 về không. Và mọi người không không? Đây là năng lượng tối đa mà thằng này có thể tỏa được. Bây giờ mọi người nghe nè. Thằng này nó muốn nóng chảy hết thì nó cần 175.500 J. Đúng không ạ? Thằng này nó muốn nóng chảy được là do hai này tỏa nhiệt ra không? Mà tỏa được có 44.700 J nè. Vậy năng lượng này có đủ cho thằng này nóng chảy hoàn toàn không? Đó không? Không. Mà không nóng chảy hoàn toàn á, nghĩa là nó vẫn là cục gì vậy Trân ơi? Cục đá đang chảy. Mà cục đá đang chảy thì nhiệt độ cuối cùng của hệ là bao nhiêu độ? 0 độ C. Ok ha, đáp án chính là 0. Đúng rồi. Ok ha mọi người. Rồi xong rồi Trân ơi. Nhớ chưa, nhớ chưa. Ok. Được, nhưng mà cái tỷ lệ trục ngang trục dọc không rồi ok rồi good ha, ok ha, được không? Chân tới đây là cũng ok lắm rồi mấy bạn ơi, nhớ cho mình dạng này ha. Trong những bài toán chuyển thể, cái phần mà khó nhất của chuyển thể đó là dạng toán liên quan đến lại nhiệt lượng chuyển thể hoàn toàn hay không. Đây một câu dạng đó, ok không? Muốn nóng chảy cần 175.000 nhưng mà năng lượng tối đa có thể tỏa được có 47.000, có 47.000 không à? Đâu có đủ năng lượng để nóng chảy hết, nóng chảy không hoàn toàn cuối cùng là không độ. Ok ha. Rồi, câu cuối. Câu 6 nha các bạn ơi, bây giờ câu 6 nha. Rồi bây giờ câu 6. Trời ơi, Huy ghi chữ 6 né xíu vậy luôn. Rồi bây giờ câu 6 là Huy làm đúng rồi. Tới đây là bạn làm vẫn đúng nha, vì mình đọc đề xíu nè.
trong mùa hè năm rồi người ta đã có một đợt nắng nóng gay gắt và người ta đổ nước lên bình chứa rất cao. Và người ta đổ nước này để lấy nước từ bình chứa tắm cho con. Đúng không ạ? Và mọi người nghe nè, ban đầu á nhiệt độ của bình chứa đang là bao nhiêu độ bạn? 45 độ đúng không? Đúng không ạ? Rồi pha nó với lại 3kg nước đá ở 0 độ C để tắm cho con. Không ai thì tắm con 0 độ hết. Không một ai lấy nước đá tắm cho con. Rồi, vậy 0 độ C đúng không ạ? Rồi, rồi. Tiếp tục mọi người, bây giờ ta bỏ đổ cái nước này vô trong bình này và mình chưa biết cái lượng đổ vô là bao nhiêu, mình gọi là M nước đổ. Đúng không ạ? Và sau khi trao đổi xong nó sẽ được một cái T cân bằng đúng không ạ? Và T cân bằng của toàn quá trình là bao nhiêu độ bạn? Mấy độ? Bao mấy? 37 độ C không? Đúng rồi. Và mình có phương trình cân bằng nhiệt tổng quy mọi người, quy quy nước cộng ha, quy số đá tổng lại bằng bằng mấy? Bằng không không? Đúng không ạ? Rồi giờ, rồi ok nè. Vậy bây giờ mọi người nè, quy nước khối lượng m nước, đây m nước đi ra ngoài đúng m nước nhân 4200 nhiệt độ sâu trừ đầu mọi người, t cân bằng trừ 45 một cái đúng không ạ? Thứ hai, thằng đá nó phải làm cái gì? 3kg đá nó phải làm gì trước vậy? Năng lượng là dùng cái nóng gì vậy? Quy nóng chảy đúng không? Đúng không? Nó là lambda nhân m là 3kg đá nè, phải không? Đúng không? Rồi sau đó 3kg đá này, đây lambda nhân ngoài đá, 3kg đá này nó mới tăng nhiệt độ m đá nhân cho C, nhân cho nhiệt độ cuối cùng của hệ là 37 độ C. Suy 27 gì? Đúng không? Đúng rồi. Ok ha, 237 thì không. Nhớ nha, quy mình là MC, delta T là T sau trừ T đầu và tổng quy bằng 0. Rồi, tổng quy bằng 0 này. Và bạn suy ra được khối lượng là 43,875, chính là khối lượng nước được đổ vô. Nhưng đây không phải đáp án đúng, vì sao? Người ta kêu là cuối cùng có bao nhiêu ký nước mà đúng không? Cái này chỉ là nước từ xô bỏ vô thôi, từ cái thùng nước đổ vô thôi, mình còn cái gì nữa? 3kg đá đã tàn. Đúng rồi, nên cho đó tổng cộng lại ta phải có là 46,875kg cộng với 3kg nước đá đã tàn hay chưa? Đúng rồi, và bạn này kêu là làm tròn với một chữ số sau dấu phẩy nên đáp án chúng ta sẽ ghi là 46,9. Ok, 3 làm chưa? Rồi ok. Đúng rồi, đúng rồi. Bài này mình sửa là chương 1 nè. Hồi đó khi mình vô học tuần thứ 3 thì mình có giải cái này rồi. Tuần thứ 2, thứ 3 thì cũng không ổn. Ok, rồi xong, được không? Ủa, nãy ôi, có một bạn nhiều mới hỏi mình cái. Ủa, mọi người ở trường học phương trình cân bằng nhiệt, các bạn học quy tỏa cộng quy thu bằng không hay là quy thu bằng quy tỏa vậy?
ai học quy thu bằng quy thoại? Còn ai học quy tỏa cộng quy thu bằng không? Chưa chưa ok ok hay. Nhưng theo người nghĩ là người thấy cái nào nó tiện lợi hơn? Thu cộng tỏa bằng không. Bởi vì sao? Mọi người không cần suy nghĩ gì hết. Mọi người luôn lấy nhiệt độ sâu trừ nhiều đầu bằng không. Ủa à, nhưng nếu bạn nào mà làm theo nếu thầy cô các bạn người trình bày tự luận á, để thôi cái này nói luôn nha cho bạn lỡ bị trúng. Nếu như các bạn dùng quy thu bằng quy tỏa thì hãy nhớ hai vế này luôn dương. Hình dung không? Không có được quyền âm nha mọi người. Nghĩa là nếu như bên này á nó là MC DT T cân bằng trừ T1 thì bên kia sẽ là MC T với bạn T2 trừ T cân bằng. Nhớ nha. Mọi người phải phân biệt nha. Đỗ bạn ơi, luôn luôn sẽ cho hai vế phải dương với nhau và cho cái bằng xảy ra. Đúng không? Còn không, nếu thầy cô mọi người không yêu cầu trình bày thì thôi mình quất cứ tổng quy bằng không mọi người. Đúng không? Thằng nào tỏa ra thì âm hay dương? Tỏa ra thì âm, còn thu vô thì các bạn thì dương rồi xong. Tổng quy bằng không. Ok ha. Tùy mọi người ha mọi người. Rồi tháng này xong nha mọi người. Chốt nha. Rồi bây giờ mình qua bài cuối cùng mọi người, câu số 4. Rồi ok, bây giờ đồ thị nha, được rồi Dũng. Rồi, đồ thị có 4. Rồi, mấy bạn đọc mình đồ thị có 4 xíu. Rồi, đồ thị câu 4 mọi người ạ. Rồi, bây giờ đồ thị câu số 4 các bạn mình đọc. Bây giờ mình vẽ cái hình thế này đi ha. Rồi hai trục, một trục là trục thời gian nó ở nhiệt độ đúng không? Mà trục là trục gì các bạn? Một trục là trục về nhiệt lượng quy, ngọt ghê. Một thằng vật A á thì từ trên cao đổ xuống bên dưới rồi, đúng không? Rồi một thằng á thì từ dưới sao bạn đẩy gì các bạn? Đẩy lên cho tới khi hai thằng này chạm nhau, cái chỗ chạm là chỗ gì? Chỗ chạm là chỗ gì các bạn? Chỗ chạm là cái chỗ gì ta? Là hiện tượng gì đó bạn? Hiện tượng cân bằng nhiệt. Đúng rồi, ồ à rồi. Và mình có cái góc này là 60 nè. Đúng không? Rồi, góc bên này là 4 mấy? 45 độ. Bài toán cho mình giữ kiện gì bạn? Người ta cho các bạn, nhớ tỉ nha. Cái T ở đây á, đơn vị là Kelvin nha mọi người. Nhớ nha, tỷ lệ của trục Kelvin với độ C nó khác nhau nha mọi người ơi, nhớ nha. Nên do đó, để cho nhiệt độ cân bằng mấy độ? Mấy độ bạn? 60 độ. Vậy mình chuyển sang Kelvin là bao nhiêu K? Bao nhiêu K vậy? 333 Kelvin. Rồi, bây giờ ngó nha mọi người ơi. Vậy bài này rõ ràng là mình đang sử dụng nhiệt lượng để làm cho tung nước đó, đúng không? Thiệt ra đồ thị bài này không hợp lý với thực tế. Biết sao? Biết sao? Làm gì có không Kelvin? Đúng không? Đúng không?
thì các bạn này thua lý hay vô lý? Mà thôi mình giải cái đề vô lý đi. Lỗi rồi. Được bạn ơi, hai bạn nó rất là vô lý đó mọi người. Không bao giờ có cái không Kelvin tồn tại được. Đúng không ạ? Ta chưa bao giờ tìm được cái chất nào ở xuống dưới được không Kelvin cả. Đúng không ạ? Tất cả mọi chất đều người ta chỉ có mới có một cái cận của không Kelvin thôi. Được chưa mọi người? Mà thôi kể đi, vậy là bài này đi. Rồi thì bài này bản chất đó là gì? Đây là hai trục nhiệt lượng theo thời gì? À, theo nhiệt các bạn. Nhiệt độ đúng không? Vậy mọi người cho anh biết đi, quy bằng gì các bạn? Công thức quy bằng gì? Quy bằng nhiệt lượng trao đổi, quy bằng M C trên gì các bạn ơi? T sau trừ T các bạn. T đầu. Và ở đây cái trục này nó giống như cái kiểu á, là cái nhiệt độ này là trục các bạn, trục trong đồ thị bình thường. Trục Y đúng không? Đúng không? Còn cái nhiệt lượng này giống như trục gì trong bình thường các bạn? Trục X sao? Mình sẽ biến đổi sao cho cái dạng của mình á nó ra thành dạng này. Rồi bây giờ nhìn nha, ngõ nha, ngõ nha, ngõ. Rồi suy 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 suy. Hàm này là đường thẳng, nhìn là biết hàm bậc mấy? Bậc mấy này? Bậc 1. Vậy bây giờ nhìn nè mọi người ơi. Mình nhân vô nha. Q bằng MC, Q chia MC. Có phải là được T trừ T với bạn? T không không? Và mình chuyển vế qua, có phải chúng ta sẽ có là T lớn? T lớn, đúng rồi, đúng không? Bằng Q, đúng không? Chia MC cộng T không. Thấy dạng chưa? Thấy dạng không? Cái này giống như hệ dạng hàm bậc mấy nè? Hàm bậc mấy? Bậc nhất đúng không? Cái này là Y đúng không? Y bằng gì? A nhân như bạn X là Q nè, cộng cộng B. Y nhiệt độ không? Đúng rồi. X là với bạn là Q không? Vậy hỏi mọi người nè, hệ số góc có phải những cái góc 45, 60 nè là cái hệ số góc không? Tan 45, tan 60 đúng rồi. Và mọi người ơi, với cái phương trình này, cái hệ số góc tan của chúng ta chính là cái giá trị của gì các bạn? Là A đúng không? Mà A đây là gì mọi người? A này chính là 1 phần bằng gì vậy? Họ xe không? Đúng không? Đúng không mày? Coi lại nha, có phải rõ ràng là cái hệ số góc trong quy trình T bằng Q chia MC cộng T không mọi người? Thì cái Q lớn đó nè các bạn, chính là hàm X không? Thì cái hệ số góc của đồ thị á, cái A nè, có phải là 1 phần MC không? Đúng không ạ? Nó chính là hàm tan cái gì nữa? Vậy bài này cho góc rồi, ngồi cho hai cái góc, có phải một cái góc là của chất A không? Và một cái góc của chất gì các bạn? Ờ, của số mấy? Số 1 chứ. Và một cái góc của số mấy các bạn? Số 2. Để x chi mọi người? Để mình lập tỷ lệ tan alpha 1 chia tan alpha 2. Đúng không? Đúng không? Rồi hỏi mọi người nè. Vậy tan 1 bằng chia tan alpha 2 bằng gì mọi người? Nó có bằng C1 cái C2 không? Không. Bởi vì cái tan với cái C tỷ lệ giữ nhau. Thế nên là không? Hai con bé này cùng khối lượng nữa. Vì dẫn đến mình có tan alpha 1 chia alpha 2. Nó chính là C mấy cái C mấy? C2 chia C1. Và tan alpha 1 là tan bao nhiêu độ? Tan 60. Tan alpha 2 là tan mấy? Tan 4. 45. Trời ơi, thằng im đáng sợ thật sự. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nói lại coi đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi hình dung được cái này chưa? Ok không? Ok không nhỉ? Được không vậy? Không mọi người, không, không ok lắm. Vậy thì nhìn nó khờ. Khó nào ấy? Có đang khờ? Ráng đừng khờ. Khờ không khô mà được. Được không vậy? Được không vậy? Ok không? Ok không? Rồi ok, cái này là một phần MC chưa? Được không bạn? Vậy ok ha. Được không ạ? Vậy hai mình chia nhau một cái rồi. Cái tan alpha 1 chia alpha bằng C2 chia 1 cho mình biết cái này là bao nhiêu được không? Như ta tan 60 là sin 60 căn cos 60 căn 3. Đúng không? Đúng bạn ơi, đúng không? Rồi vậy từ đây mình có được là C2 bằng căn 3 C mấy? C1. Rồi, ta viết phương trình cân bằng nhiệt ra. Có hai chất trao đổi à. Vậy thì mình có M1, ui, hai chất cùng khối lượng không? Vậy M nhân C nhân cho T cân bằng là 333 trừ cho T1 là cái mình cần tìm đúng không bạn?
bằng m nhân c, cái này c một nhé, m nhân c 2 kia, cái kia là t nhưng bằng là 33 trừ mấy, trừ không, đúng không, đúng rồi. Rồi vậy chốt kèo ở đây ha, vậy thì c 1 333 trừ t 1 bằng c 2 là căn 3 lần c 1 nhân 333. Rồi triền được gì hai vế, triền được c vậy bạn. C1 là mối quan hệ giữa C2 C1 chưa? Vậy mình chốt được T1 là nhiêu? Mét trên viên. Lộn Nhầm rồi được chưa? Dừng chưa? Bấm lại thôi. Nó nhộn. Quên, nãy nghi nó bị tả, bị thu, bị liếu á. Độ sau thì là mấy? 909 Kelvin đúng không? Vậy đổi ra độ C là mấy độ C? Trừ 23. Thầy có làm chọn. Làm chọn mấy nhiêu? 900 thôi, khoan, để làm chọn cuối cùng. Là 900, 907 á. 907 hả? 907, 27 đúng không? Ok, rồi làm chọn trừ 23 là nhiêu? 6.7 cái này là Kelvin độ C, nhiệm làm tròn lấy hạng đơn vị đúng không? Đáp án mình là 6.37. Đúng rồi, nếu mình lấy đâu ra nha. Nếu mà em lấy xong đổi được. Rồi. Bài này khó nhất chỗ nào? Biết chỗ nào không? Cái chỗ mà khó nhất bài này là chỗ nào nhỉ? Nó là cái này đúng không? Phải không? Phải không? Cái bé này là cái khó nhất của nguyên cái bài này, là vấn đề là bài chỗ này nè. Được rồi. Là một cái hình dung được rằng là mọi người quy nhiệt lượng bằng MC sau trừ từ đầu không? Và chuyển qua các bạn ơi, mình có T lớn bằng quy chia MC cộng T không? Bạn nào mình chưa kịp á, mình ghi từ từ nha. T bằng 1 phần MC nhân quy cộng T T không. Thì các bạn nhìn thấy trục đi. Cái trục nhiệt độ là trục Y đúng không? Đúng không? Nó là hàm số Y nha mọi người. Đây là hàm số trục Y nè. Được rồi. Còn cái quy là trục gì trong cái hệ trục này, một trục O với bạn? OX. Đây là trục OX nè mọi người thấy không? X này đúng không? Vì rõ ràng cái thằng 1 phần MC này chính là hệ số góc A. Đúng rồi. Và cái hệ số tự do T0 nè chính là điều kiện mang với bạn mang cậu về. Đúng chưa mọi người ơi? Ok mọi người. Vậy từ đây mình mới có được cái yếu tố 1 phần MC này chính là hệ số góc. Mà hệ số góc chính là tan mọi người, góc hợp bởi đồ thị và trục làm ngang. Đúng rồi. Rồi nếu bạn nào thắc mắc là vì sao góc này mình lấy cái tan 60 mà không phải lấy cái tan này. Nhiều bạn thắc mắc gì này đúng không? Ô, thực tế ra là sao mình lấy này với mọi người. Nếu mà lấy góc này thì rõ ràng là hợp lý rồi. Nhưng mà bởi vì cái quy này là nhiệt độ giảm đúng không? Thì quy âm hay quy dương? Quy âm thì trừ với trừ thành gì bạn? Thành cộng. Đúng rồi. Ôi không, mình lấy thẳng góc 60 luôn, cái C của mình luôn dương mà. Đúng rồi, tan 180 thì về tan 5. Mình lấy thẳng cái góc luôn mọi người. Và tới đây xong rồi á, thì nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta tức là phương trình cân bằng nhiệt cho hai chất 1 và chất 2. Hai chất này cùng khối lượng, ta có C1, C2 đi.
có hai hệ số góc đó. Hệ số góc của hằng số 1 là góc 60 đúng không? Hệ số góc hằng số 2 cũng là 1. Hệ số góc đó là hằng tan. Hệ số góc là hằng tan. Ở trong toán á, cái hệ số góc của đồ thị lấy ra cái độ tăng tốc của đồ thị á, cái góc alpha này, thì hệ số góc của đồ thị A á, hệ số A á, nó chính là tan của cái góc hợp bởi đồ thị đó và trục ngang rồi. Góc hợp bởi đồ thị số 1 và trục ngang là 60 không? Thì tan alpha nó là 1 phần mc. Tại vì tan alpha bằng 1 phần mc, tan mc thì mình thấy nhau. Thì tan alpha 1 thì phía dưới này mới là C1. Thì là mờ bằng nhau, để cho khối lượng bằng nhau hết. Số góc không? Đúng không? Hệ số đồ thị á mọi người. Đúng rồi, đó là hệ số A nhỏ mọi người, là tan. Nó là tiếp tuyến. Nó là đạo hàm đúng không? Phải không? Có học không? Đề số góc là đạo hàm, là đô hạ hàm là tiếp tuyến đồ thị. Ủa phải không? Môn toán đúng không? Đúng vậy, đúng không vậy? Ủa rõ không? Rõ không? Rồi ok, câu này hơi khờ xíu nè. Chắc cũng được rồi nhờ. Được không? Ổn không? Rồi ok, rồi xem lại này 2 phút và sau đó mình lấy tờ giấy mới học về bài mới mọi người ơi. Sách đang trên đường nha các bạn à. Tuần sau được nghe buồn xăng rồi. Bạn nhớ buồn xăng. Chết luôn buồn xăng. Gì? Ủa buồn xăng lắm, thơm mà sao không? Ủa hỏi cái đâu mọi người ơi, nghe hỏi ủa các bạn ở đây học hết chương 1 luôn rồi. Ai qua chương 2 luôn rồi. Chấn động này, coi chấn động, ai qua tới chương 2 rồi. Trời ơi, ôi mày god. Tới chương 2. Ôi chấn động vậy. Thôi. Ai qua chương 3 hỏi. Thì con. Ai qua chương 3. Xạo vừa. Rồi thì nghe thì nó chốt này. Nghe cái luôn. Ủa ấy vừa có ai vô hỏi nghiệm chưa? Có ai được ơn cái bài này chưa? Có ai biết đo dùng riêng thực tế như thế nào chưa? Ok. Hẹn 2-3 tuần nữa nha. 2-3 tuần nữa mình sẽ mở một cái section thí nghiệm cho mọi người đăng ký. Mình sẽ làm một buổi là phải dịch vào đó. Để làm một cái buổi thí nghiệm đang mua đồ. Mình sẽ cho mọi người có một cái section thí nghiệm để bạn vô coi các bạn làm thí nghiệm như thế nào. Bởi vì sao thì khó khi ra thi các bạn sẽ được hỏi thí nghiệm làm sao, các bước làm thí nghiệm là gì. Coi với bạn hẹn nha, hẹn hứa có là có. Phi phi yên tâm, một người phi còn mình thì tốn cũng nhiều. Đúng rồi, chỉ có sau này tôi bằng ba không thôi là đúng rồi, không phải là từ không tới ba ba mua được là con ba ba rất là khó hỏi là chỉ là cái nào từ ba ba mua để nói chụp lại gửi qua đi mấy các bạn không có suy nghĩ. Đây giờ gì vậy? Rep. Hứa. Hẹn rep thì có thể qua nhắn qua mấy anh chị kia cũng được. Đó là không rep. Cái gì rep không? Có một anh không rep. Anh nào? Anh học Thành. Anh không rep đúng không? Anh nào học Thành ta? Anh Bình Hiếu không rep. À, mình thiếu không các tin nhắn thật sự. Bị móc phốt, nhắn tin rất dễ dàng khi tiến về đó. Anh Trường nữa hả? Anh Trường cũng không rep tin nhắn. Không, rep nhưng mà rep nửa mùa. Là rep kêu là sẽ giải nhưng mà không giải. Sẽ giải. Nhắn lại. Nhắn lại. Nhắn lại kêu là anh không xét giải người đó chứ. Wow, không biết anh giải bạn không nói lại. Wow. Vâng. Tối học online 11 giờ đêm. Rồi bây giờ học bài mới mọi người ơi. Rồi lấy tờ giấy nè mọi người, lấy giấy vậy. Rồi các bạn ơi, hãy lấy trong tay tờ giấy chương số 3 từ trường.
Chị Hiền mới lên thứ hai tuần sau quý A sẽ có sách cho mọi người. Mùa xuân thứ hai là sách sách. Dễ nha, dễ, chương này chương dễ nhất trong... quên dễ gì thôi. Học kỳ 2 dễ hơn học kỳ 1 rất nhiều. Mình nói lại, học kỳ 2 nó dễ hơn học kỳ 1 nhiều lắm luôn á. Học kỳ 2 mọi người chỉ biết đủ các quy tắc nắm tay bàn tay là được. Đúng không? Hôm nay mọi người có trang bị này đủ không? Mọi người có trang bị thay tay này đủ không? Tay không? Đủ tay vô, tay phải. Tay phải, có tay chưa? Có tay không? Có tay không? Tay người ta dơ lên, để cho mặt bàn làm gì trên á, ta để trên. Sao mày hỏi như vậy? Rồi ok, rồi bây giờ nghe, rồi bây giờ các quy tắc bàn tay là một. Thôi bàn này các bạn sẽ được tự nắm tay mình để đỡ cô đơn. Quy tắc nắm tay phải và tự nắm tay của mình, không cần người thứ hai để nắm. Mới chia tay hả? Thôi ít tiếp mình còn có chia tay. Thôi được rồi. Được rồi, được rồi. Ok. Rồi ok mọi người, bắt đầu mọi người. Rồi. Bài này dễ lắm. Bài này thiệt ra mình không dạy mọi người cũng làm được nữa. Nhưng mà thôi thì mình phải nói sơ sơ lại cho mọi người ha. Rồi ok. Mọi người mời mọi người bắt đầu với bài ngày hôm nay. Bài hôm nay của mình đó là mình sẽ qua chương tiếp theo. Đây, chương này mình sẽ tìm hiểu một cái môi trường mọi người, người ta gọi đó là từ trường. Rồi ok, bây giờ từ trường đi. Rồi bây giờ từ trường cái từ trường. Đến. Rồi bây giờ từ trường đi. Bây giờ mọi người biết cái gì về từ trường? Hồi lớp mấy mình đã học từ trường rồi ta? Lớp mấy? Lớp 9 mình đã học trước đó. Lớp 7 thì các bạn đã biết từ trường trước đó luôn chưa? Ngày xưa mọi người có mấy cuốn sách, sách gì bách khoa toàn thư hay là cái gì đó, đọc đó. Có không? Chỉ có mình đọc nè. Ok, mọi người, mình sẽ có những cái liên quan là cái gì có thể tạo ra được từ trường. Ok, rồi ok, từ trường thứ nhất nó được tạo ra từ cát nam các bạn. Nam châm, ok ha. Rồi, thì từ trường tạo được nam châm. Ok, nam châm tạo được từ trường đúng không ạ? Và xung quanh nam châm nó sẽ có từ trường. Và làm sao mình biết được là có từ trường xung quanh nam châm vậy? Sao biết? Nó hút cái nam châm khác hoặc là nó hút được những gì bạn ơi, những cái vật làm bằng gì bạn, kim loại không đúng, không phải kim loại nào cũng hút được, mà cụ thể đó là cái gì bạn, sạch đúng rồi, ok ha. Rồi mọi người ngó mọi người, ai cũng biết đây là hình ảnh của một thanh nam châm đúng không, một nam châm, ok ha. Rồi bây giờ là một nam châm thì mình ôn sơ sơ lại một tí các bạn ơi. Rồi bây giờ một nam châm ha. Nam châm có cấu tạo gồm bao nhiêu cực các bạn? Hai cực, một là cực N, hai là cực các bạn, cực S. Ok, giỏi này. Rồi, mình có hai cực ha, cực N và cực S. Giờ hỏi mọi người luôn, cực N là cực gì? Là nam, nó chưa đã chưa rồi. Cực N nha mọi người, N nó viết tiếng Anh có chữ các bạn. Chữ North nha mọi người, đó là cực các bạn. Bắc. Còn chữ S đó là tiếng Anh của chữ gì vậy? Sao là cực gì mọi người? Cực nam, nên cái đó mọi người, khi nó hút các vật là bằng sắt thép, nói lại nha, đừng nhầm tên cực. N là vắt và S là cực các bạn. Cực nam, làm ơn nhớ mình chỗ này nha mọi người. Ok không? Rồi, bây giờ đánh chờ. Rồi mình có cực bắc và cực nam của một thanh nam châm, và nó lại hút được những cái vật là bằng cái bài bắn bằng sắt. Ok hả? Rồi, tuy nhiên ở đây mình nghiên cứu thêm một yếu tố nữa. Không những chỉ có sắt có thể hút được nam châm, mà nam châm nó còn có thể hút được tổng cộng là 6 chất khác nhau. Rồi mọi người gạch chân mình 6 chất ở trong cái tờ đề cương mình cứ ghi cho mọi người đó. Rồi hút được 6 chất khác nhau mọi người. Nó bao gồm thứ nhất đó là sắt, thứ hai đó là coban, thứ ba là niken, thứ tư đó là mangan, thứ năm đó là dysprosium với lại cái gallium gì đó. Mình có tổng cộng là 6 thứ mà nam châm có thể hút được mọi người. Đủ với mình 6 thứ này. Đấy, 6 thứ này mọi người. Được rồi, 6 chất này mình gạch chân ngay trong sách của mình cái này.
Như cái này nó có tiếng không? Xíu giờ nữa đứng tập 5. Một phút yếu tố kỹ thuật nhé. Thôi để mình dịch đi. Ok, lọc tiếng nha. Đầu tiên ta có bài giấy. Chiêu bật. Rồi nãy giờ lại. Rồi mình đã có 300 đúng không người? Rồi bây giờ hỏi coi, bây giờ đặt tờ giấy lên 500 bên tờ giấy nha. Và người ta bật một tờ giấy khác lên thành 500 này. Và sau đó người ta rắc muối lên, rắc bằng sắt nha mọi người. Ok, bằng sắt nè. Rồi ok, rồi sau khi rắc xong dừng bực, đâu là nơi 500 hút được nhiều nhất? Ở đâu vậy? Ở đâu? Hai đầu cực. Và ở đâu nó hút được ít nhất? Ở giữa. Ok ha. Rồi vậy ý thứ ba trong này cương mọi người, đó chính là viên hút được sắt bụng mạnh, gọi là các cực của 500. Và ta có mấy cực các bạn? Hai cực, đó là cực bắc và cực gì vậy? Cực nam. Ok ha, ta luôn có hai cực cho mọi người, đó là cực bắc và cực nam mọi người. Học sử dân ta. Rồi bây giờ nghe mọi người, nghe. Rồi vậy dẫn đến có một hình dung mọi người, thì cái này là năm cho nó quá đơn giản rồi đúng không? Mình hỏi một câu đơn giản nữa. Mọi người ơi, mọi người có 500 ở đâu? Cái nào 500 này? Ở đâu mình có 500 các bạn? Thứ nhất là ở đâu? Thứ nhất là ở nhà sách. Ok, nhưng mà lên trường mình thấy cái gì? Cục vậy bạn? Cục hít trên bảng đúng không? Đúng không? Còn cái gì nữa? Có gì nữa, có gì nữa, có cái gì á? Cái gì mà dùng để vô rừng cái lạc làm gì? Rút ra bàn ra đúng không? Hoặc là sắp đến Tết rồi á, vì chơi bài hoặc có coi hướng. Cái này có coi hướng, coi hướng, cái hướng nào hợp không có hả? Ok. Ôi giỏi quá nè. Rồi đúng rồi, ok ha. Rồi mình còn một cái nữa là gì đố biết. Đâu là nơi có 500? Hai cực trái đất có 500, hay cụ thể đó là trái đất bản thân đất là 1 năm các bạn. 500. Ok, và 500 này gây hiện tượng gì? Đố hồi biết. Hai cực của trái đất nó cũng là hai cực 500 đúng không? Theo mình nghĩ. Và hai cực có hiện tượng gì đặc biệt biết không? Có ai biết không? Có ai cho bắt cực bây giờ trên? Được chưa liên của mình nhưng mà không biết. Đó là gì? Có gì? Ngoài bắc cực nó có hiện tượng các bạn, nó gọi là cực các bạn ơi, cực quang đúng không? Người ta gọi tiếng Anh nó gọi là hiện tượng aurora đúng không? Đúng không? Tên công chúa vậy. Rồi bây giờ người đúng rồi, aurora người đúng không? Aurora đó là cái hiện tượng cực quang hai cực, nhưng mà vì sao lại có hiện tượng này? Ok, vì sao lại có hiện tượng cực quang này? Bản chất đó là vì bức xạ mặt trời đúng rồi, nó bay tới cái đất. Và chính từ trường cái đất đã bảo vệ đất khỏi những bức xạ đó. Và tất cả những bức xạ trời đó nó sẽ được di chuyển lên phía hai các bạn, hai cực, và nó tan ra tạo thành cực quang. Ok, rồi nhưng bây giờ trước hết mọi người có một video clip nha mọi người. Âm thanh ở đây không được tốt lắm nên là vậy đó. Rồi, mình nghe coi. Perhaps you played with ball magnets or had a magnet on the fridge. But did you know that the Earth is a giant magnet? Bản chất trái đất cũng là một con nhân khổng lồ. Còn đây chính là lý do mà cho bạn có thể hoạt động được. Rồi trước hết mọi người nói mình cái từ trường của 1/500 mọi người. Rồi nhìn mọi người. Trước đấy ha mọi người. Đó là nghìn đường cái. 500 nó có hướng như nào, cái từ trường cái hướng sau đó. Nhìn cái hướng này ngày xưa học đâu vậy á. Hướng nó ra gì ra chỉ với bạn. Ra N vào với bạn. Rồi S. Nó là ra cực gì với bạn. Ra Bắc vào với bạn. Và Nam đúng không? Như là ra Hà Nội và đi vô Sài Gòn vậy á. Đúng không? Thì nó đi ra Hà Nội đúng không? Thì ra là Bắc. Và đi vô Sài Gòn đúng không? Thì vô Nam. Ok ha. Rồi. Đó là từ trường của 500 mọi người. Nghe tiếp nha. At the northern
South Pole, and a magnetic field shaped like this. You may want to watch this video for a quick recap. Ok, giờ ngó thử luôn. Thứ nhất đó là các bạn có thể chỉnh hướng đó các bạn. Ok ha, thì bản chất trái đất của mình á, nó cũng là một cái la bàn luôn rồi, gì đâu biết. Nếu trái đất là một la bàn, phía này là thường nó là bắc gì? Bắc cực, thứ này ra cho bạn. Nam cực rồi hỏi người không đơn giản nha. Nếu như trái đất này là một la bàn, vậy thì cực bắc của từng trường trái đất nằm đâu? Suy nghĩ thử nha. Trước khi biết cái này á, hỏi mọi người cái về tương tác đi. Rồi, về tương tác 500 đi. Về tương tác nghĩ này trước khi mọi người. Tương tác 500. Thứ nhất, đó là nếu như các 500 mà cùng cực. Nghe khổ à. Cùng cực thì chúng nó bị gì bạn? Bị gì? Đẩy nhau. Đúng rồi. Cùng cực thì đẩy. Còn cái đám mà trái cực thì bị gì bạn? Bị hút. Đúng rồi, ok ha, đúng rồi, mọi người có thể ghi vô trong đó, mọi người ok ha. Cùng tên thì đẩy, trái tên thì hút. Vậy theo một người nghĩ, nếu trái đất là một thanh nam châm thì cực bắc của nam châm nó nằm ở đâu? Trên hay dưới? Dưới hay trên? Suy nghĩ nha, đây là la bàn nè. La bàn muốn định hướng nữa này á, là cực bắc, la bàn hướng về bắc cực đúng không ạ? Mà đã hướng về phía bắc cực thì cái bắc cực này phải là cực gì thì mới hút cực kia màu đỏ đó, cực nam. Và ngược lại cực nam, nam cực á, nó phải là cái cực gì của nam châm bạn? Cực bắc rồi. Rồi cái hai rồi con thử nha, ngồi cặp thử nha. Compasses have a freely spinning needle, which is a magnet. As the Earth is a giant magnet, the compass and the Earth act as any. Ok, vậy bạn chắc có người hiểu rồi. Đây là trái đất và rõ ràng rằng chúng ta thấy rằng mọi người phía cực bắc từ trường nó sẽ nằm ở phía nam gì? Nam cực, đúng không? Và cực nam từ trường nằm ở bắc gì bạn? Bắc cực đến gì? Hai đầu này nó sao bạn? Hút. Hai đầu này sao bạn? Nó hút nhau mọi người. Ok ha. Nên cái đó, cái đó mọi người nghe. Mọi người phải phân biệt rõ mình cái này mọi người. Phân biệt rõ nha. The North Pole. Rồi đây là cái phần làm dễ bị bối rối mọi người nhớ nha, nhớ nha. Rồi để ý, đây là một cái nó gọi là North Pole là bắc cực. Cái này là nam các bạn, nam cực. Đây là bắc cực địa lý, nam cực địa lý không? Nhưng nếu là cực bắc địa lý thì từ cực là từ cực gì? Từ cực nam. Còn phía nam cực thì từ cực là từ cực các bạn? Cực bắc, ngược lại. Dễ chưa? Dễ nha mọi người. Ok rồi, nhưng có khi nào đổi cực không? Có. Mọi người sống tầm vài trăm triệu năm nữa. Thì đó, nó sẽ đảo cực lại cho mọi người. Ok ha. Nhưng không để là câu chuyện của 3 triệu năm sau mọi người. Ok rồi, ok vậy đó, từ trường trái đất nha các bạn. Ok ha. Rồi, vậy tiếp tục mọi người. Và mọi người nghe nè. Vậy nó có thể hút được, đẩy được các nam châm cũng như nó có thể hút được, đẩy được các cái vật thể đúng không? Và cái lực này người ta gọi là gì biết không? Cái lực hút hay đẩy này người ta gọi với một tên gọi là lực gì đâu biết, lực cái bạn lớn, lực tự. Và những vật có thể hút được thì là vật có tự các bạn tự. Rồi mình ghi dòng cuối cùng kết luận là lực tương tác này được gọi là lực từ và nam châm được gọi là những vật có từ tính. Rồi nhưng vô tình nam châm không phải là thứ duy nhất có thể tạo từ trường. Vào đầu, vào cuối thế kỷ 18 mọi người, có một ông đã vô tình tìm thấy được còn một thứ khác cũng tạo được từ trường. Đúng không ạ? Thông qua một thí nghiệm người ta gọi là thí nghiệm Ørsted mọi người. Và đó là thí nghiệm của cái gì bạn ơi? Rồi mọi người, đó là thí nghiệm để chúng ta chứng minh được rằng xung quanh một thứ đó là chồng điện cũng có từ lửa bạn. Từ trường. Rồi lý thứ hai ha. Từ trường do dòng điện gây ra. Rồi ngó này thôi. Rồi, đây là thí nghiệm Ørsted nha mọi người. Và thí nghiệm Ørsted mình có cái gì ở đây các bạn? Vậy ngó đi. Rồi trên thí nghiệm mình có cái gì ở đây? Piu có gì? Có gì? Cái cục mình là gì ạ? Cái nguồn điện. Có một cái sợi dây điện đúng không?
và có một cái kim nam như vậy, 500. Ok ha, ban đầu cái là bao nhiêu ampere đây mọi người? Không ampere, ok ha, rồi giờ bắt đầu rồi, ông này ông ngồi nhọn rồi cầm cái nút lên. Ông dặn. Rồi và khi dặn á thì hiện tượng mình thấy được là gì đố biết. Cái kim 500 em bị gì mọi người? Nó bị xoay dần không? Nghĩa là đã có cái lực gì tác dụng lên thanh 500 này. Lực cái bàn lớn. Từ ok ha, nên cái đó từ trường còn xuất hiện ở dòng gì nữa ạ? Dòng điện, được chưa mọi người, ok ha. Và dẫn đến mọi người ơi, dòng điện nó cũng có tác dụng của lực gì luôn ạ? Lớn. Lực từ. Ok ha, rồi thì đây ta gọi là lực từ do dòng điện gây ra. Và đây là nội dung của bài tiếp theo. Được rồi, rồi bây giờ tiếp. Rồi bây giờ thứ hai, nói về lực mọi người. Ở đây á, nó hơi khác một chút xíu so với lại các cực từ 500 nha. Nghe mình cái nè, hơi khác chút xíu nha. Chứng minh á, thì bữa sau chứng minh sau. Nhưng bây giờ nó trước mình. Nếu như 2500 mà chiều chúng nó cùng nhau theo điện cùng chiều, thì lực tương tác của hai dòng điện này là lực gì đó biết? Nó không phải là lực đẩy nữa, mà lúc này là lực giữa bạn lớn. Lực hút. Rồi ghi chú với mình cái người, nếu hai dòng điện cùng chiều rồi, thì lực tương tác là lực hút. Và nếu như hai dòng điện trái chiều nhau thì lực tương tác của chúng là lực gì bạn? Lực đẩy. Cùng chiều mọi người thì hút, trái chiều thì đẩy. À, dễ lắm mọi người, dễ lắm, dễ lắm. Phút đầu khô khan lắm, tí là vui tử lắm. Bao vui. Không cần, tôi còn dơ tay là vui. Rồi ok, rồi bây giờ tí. Rồi bây giờ tí, rồi. Thôi nói nhiều rồi, tới lượt mọi người nói. Nãy giờ mình nói về gì mọi người biết không? Nói về dòng điện 500 tạo ra được gì? Xung quanh nó có gì vậy bạn? Có gì vậy bạn? Từ trường là gì? Thôi vậy từ trường là gì? À, hồi nhỏ các bạn có một cái nó cũng khá giống từ trường á. Nó là gì nhớ không? Nó là gì? Điện gì? Điện trường. Đúng. Hồi nhỏ hơn nữa. Đúng rồi, hồi nhỏ ở đây mà. Hồi nhỏ hơn rồi. Lúc mà nhỏ hơn nữa, mình cũng có học một cái trường nữa. Nó là gì? Trọng trường. Đúng rồi, trọng trường. Đúng không mọi người? Ok, người trọng trường mọi người. Ok. Hôm qua còn có bên trường nữa, nhưng mà nay không có bên trường. Rồi đây là điện trường mới là trọng trường nha mọi người. Ok, bây giờ nghe bây giờ tí. Bây giờ mình có cái chị này, ví dụ là từ trường đi. Tiếng Anh là gì? Qua sát theo, mang sát theo. Qua sát theo, mang sát theo, sát theo. Dạ, sát theo kìa đúng không? Đó, có ai sát theo mà chị hỏi em lỡ đi đọc cái bài reading. Nó có từ trường, tiếng Anh từ trường là gì? Nó là gì đó bạn, nó là gì vậy biết không? Nó là gì vậy? Nó gọi là magnetic field. Đúng không? Cái chữ field là gì á? Là trường đó mọi người, đó là cái môi trường đúng không? Cái trường đó mọi người, ok. Điện trường không đấy. Ui dở quá, electric field này đó. Electric field. Đúng không? Trọng trường đấy. Trọng trường field không có đâu. Không có được. Biết không, biết không? Trọng trường là gì? Trọng trường đó là gravitational. Gravitational field. Sao thế đã được chuẩn bị hết học phục 10 ngày rồi. Đúng rồi, bây giờ là phiêu nữa bạn ơi, trọng trường mọi người. Ok ha, rồi nó sẽ có ba loại trường này và nhìn chung cái chữ nó có chung cả ba cái này nó là cái chữ gì vậy? Chữ gì? Chữ trường không? Có phải ngày xưa mình học có là người phải nhớ mà những cái trường không? Rồi bị hỏi nè, bị hỏi cái quen thuộc đi. Trọng trường đấy. Là cái thứ xung quanh gì? Xung quanh gì? Xung quanh cái gì? Xung quanh cái? Quý vị không biết thì hả? Trọng trường là xung quanh gì? Có. Trọng trường là xung quanh cái gì? Cụ thể, xung quanh. Mọi người có đang bị bay chưa? Không, ai hút mọi người lại? Vậy đó. Và vì trọng trường là một cái môi trường xung quanh trái đất. Và làm sao mọi người biết có môi trường này? Vì mọi người bị cái gì vậy? Bị hút không?
và cái lực hút nó gọi là trọng vậy bạn, trọng lực đúng không ạ? Ôi ôi ha, rồi vậy trọng trường là một cái môi trường nằm xung quanh trái đất đúng không, và cái nguyên nhân cái biểu hiện là cái bạn thấy được trọng vậy bạn, trọng lực. Nhưng trọng lực nghĩa là chữ gì, chữ gì, chữ B, nhưng nó có hút được mọi vật không? Không, nó chỉ hút được những vật có gì thôi, có khối lượng đúng không, rõ ràng khối lượng là bị rồi nó hướng xuống, còn những cái không khối lượng thì bay lên, ma quỷ đồ kiểu đúng không, ma quỷ này có khối lượng, mấy mọi người thấy mấy thiên mấy má bay nhiều 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 không, đâu có khối lượng đâu mọi người, rõ ràng đúng không? Ok rồi, ok mọi người là khối lượng đi mọi người, ok. Thì chất ra bản chất của trọng lực là gì, lực gì biết không, lực hấp, hấp dẫn đúng không, lực hấp dẫn có được khi nào, không phải một siêu nặng, chúng ta có lực hấp dẫn không? Mồi hấp dẫn mình không? Không. Ồ, mình hấp dẫn mọi người không? Không. Sao lại? Ủa? Khi nào lực hấp dẫn mọi người không ạ? Khi là các vật có gì với nhau bạn? Có khối lượng. Mọi người có khối lượng đúng không? Nghĩa là mọi người hấp dẫn mình. Mọi người nhưng mà mình cũng hấp dẫn mọi người mà. Không hả? Và người càng nắng thì sự hấp dẫn nó càng như bạn, càng cao. Đúng rồi, cái thì giờ mình không còn quá nặng nữa rồi. Ok, được rồi, ok ha. Rồi ok người, vậy đó là em ơi, đó là trọng lực nha mọi người, là môi trường xung quanh trên đất và có trọng lực. Rồi tiếp tục. Điện trường là gì? Là môi trường nó xung quanh cái gì bạn? Điện tích, rõ quá nè. Rồi nếu môi trường mà xung quanh điện tích thì làm sao mọi người biết nó có điện trường vậy? Làm sao biết? Nếu như ta có một điện tích khác đặt vào nó thì sẽ chịu tác dụng của một lực, gọi là lực gì? Lực điện. Đúng không? Và điện trường thì ký hiệu F gì? F gì? F điện. Nhưng mà tác nhân vô vật phải có mang gì bạn? Mang điện quy đã. Thấy không? Và túm lại từ trường là môi trường xung quanh những vật có gì bạn? Có từ gì? Tự tỉnh không? Và có mấy vật có tự tính? Thứ nhất lớn là thứ nhất, lớn là thứ nhất, thứ nhất, thứ hai, ok không? Rồi ok, vậy ghi chú cho mọi người, rồi ghi chú cho từ trường gì mọi người, đó là môi trường vật chất mọi người, ok. Trong không gian biểu hiện là sự xuất hiện của gì, của lực các bạn, của lực, lực từ, ok ha, và biểu hiện của nó là lực từ cho mọi người. Và hướng từ trường luôn luôn có hướng vào nam ra gì vậy bạn? Ra bắc. Nhớ nha, hướng là vào nam ra bắc nha mọi người. Ok. Rồi nhớ nha, hướng là hướng vào nam ra bắc nha mọi người ơi. Nhớ nha, nhớ dùm nha, hướng là hướng vào nam ra bắc nha. À, của lực từ, biểu hiện là sự xuất hiện của lực từ. Vô thấy các bạn. Rồi vậy mà trước khi anh Hào quẩy bây giờ tóm lại và kết thúc phần đầu tiên của bài hôm nay trước nè. Rồi tóm từ trường xuất hiện ở mấy vật. Mày. Hai, thứ nhất là gì bạn? Không, mình trả lời chung đi nha. Nhất là gì các bạn? Nhất là gì các bạn? Xung lên thường ồn mà. Thường ồn giỏi lắm mà. Nhất là gì? Nhất là mình mạnh mẽ lên nè. Nhất là thứ hai là rồi 500 mấy cực. Cực gì? Cực. Cực bắc cực chữ gì? Cực nam. Cùng cực. Trái cực. Cùng chiều. Cái chiều. Ok. Hợp lý. Rồi hút được mấy vật? Mấy chất? 6 chất. Ok không? Lực này là lực gì? Lực từ. Ok rồi, nhưng
Nếu như anh chị nói 500 và dòng điện thì thật sự là một sự thiếu thốn, thiếu sót cùng. Bản chất dòng điện là gì? Là dòng gì? Dòng của cái hạt mang điện, nhưng cái hạt đó phải gì bạn? Chuyển động có gì bạn? Có hướng vậy. Từ trường không những chỉ có dòng điện mà từ trường còn xuất hiện ở những gì các bạn biết không? Những hạt mang gì? Mang điện. Nhưng những hạt mang điện này phải như thế nào? Chuyển các bạn, chuyển động. Ok ha. Nên ngay cái chỗ từ tính dòng điện á, các bạn mở ngoặc ra mình cái này, hạt điện tích chuyển động nữa. Hạt điện tích chuyển động cũng tạo ra được từ trường. Tôi muốn thầy thấy. Nhớ nha mọi người, hạt điện tích chuyển động cũng tạo ra từ trường. Ghi nhớ này để về nhà mình làm 60 câu chắc bạn biết hết. Không có 60 câu là biết không à? Mang điện, ở những chỗ dòng điện đó, dòng điện. Từ tính nguồn điện. Rồi ok, rồi. Nhớ ghi nha, điện tích chuyển động cũng tạo được từ trường. Nhưng mình có thấy được từ trường không? Thấy không? Không. Vậy làm sao để thấy được từ trường? Rồi hồi nhỏ này, thằng hồi nhỏ rồi nhớ không? Quên anh, không nên hỏi con nhớ không? Quên, rút kinh nghiệm. Quên mất nè. Hỏi câu gì vậy? Thì yếm nghề nè. Thôi nói chung là mọi người có biết rằng là chúng ta muốn thấy được từ trường á thì các bạn phải sử dụng một thứ gọi là cái gì vậy? Làm gì vậy nãy không? Thằng làm gì á? Bàn chỉ bàn mạc. Mạc sắt. Ok ha. Để nhìn được hình ảnh từ trường. Rồi bây giờ mọi người coi mọi người lại thí nghiệm một lần nữa các bạn. Rồi bây giờ mọi người đây là thí nghiệm về mạc sắt để chúng ta nhìn thấy được hình ảnh từ trường. Hay là các hình ảnh của từ trường người ta gọi thí nghiệm này là thí nghiệm từ gì biết không các bạn? Thí nghiệm này gọi là thí nghiệm từ phổ. Và những đường mà đã thấy người ta gọi là các đường gì bạn? Đường sức từ. Ok ha. Rồi, vậy đây là một năng chân thẳng nha mọi người. Rồi, đó. Rồi, nói à. Rồi, năng chân thẳng. Rắc lên nha. Đây là bột sắt chứ không phải là muối tiêu gì nha. Rồi đố biết hình ảnh là gì? Điện đường, hay thấy cái đường gì không? Thấy đường gì không? Cái đường là đường gì ta? Cái đường là đường gì vậy? Đường sức từ. Nó có dạng hình đường gì? Nó không cong đúng không? Đúng không? Vậy đường sức từ của từ trường của nó lên thẳng á, nó có đặc quyền đó là cái đường ở giữa là một đường gì đúng không? Ở giữa là hình thẳng à. Còn xung quanh nó sẽ là các đường gì các bạn? Nó là các đường cong. Ok ha, nó là các đường cầu. Và những đường xuất từ này phải tuân theo quy tắc gì? Ra gì bạn? Ra bắc. Và vào gì mọi người? Vào nam. Ok ha, ra bắc vào nam. Và đây là đường xuất từ của một nam châm. Hình ảnh này gọi là hình ảnh của từ phổ. Đúng không bạn? Rồi bây giờ nói tiếp. Bây giờ với thí nghiệm thứ hai. Đây là hai nam châm mà cùng cực đúng không? Xu hướng gì? Đẩy. Rồi dừng lại. Rồi lại đọc lên. Các bạn nhìn thử đường xuất từ phổ, hình ảnh từ phổ của nó như thế nào mọi người. Rồi nó, rồi nhìn có gì đặc biệt? Ở giữa, coi ở giữa thấy gì không? Không bây giờ trời, nó đẩy nhau mà, đúng rồi. Ví dụ nó đẩy né tất cả mọi thứ, cái khúc giữa này mình chẳng thấy gì cả rồi. Đúng rồi, ôi à, cái này là 200 trái cực cùng với một cùng cực chứ. Rồi bây giờ đối với lại 200 trái cực nhau. Hút nhau đúng không? Rồi hút nhau. Đi học có tí gì chưa?
tí rồi. Rồi ok rồi, cái gì đây không? Cái không có tiếng. Ồ video thì có tiếng mà. Rồi về ngó. Ngó ngó. Nhìn 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 nhìn. Thấy gì không? Có xu hướng gì ở giữa? Nó đang hút vô nhau đúng không? Nó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó đang choàng lấy nhau. Nó đang hai năm trăm, nó đang vồ lấy nhau thôi cũng được thôi mọi người. Rồi ok. Rồi và hình ảnh này khó nhìn quá. Các bạn ngó lên thế này mọi người. Rồi đây hình để phát cho mọi người thấy á. Đây các bạn nhìn. Rồi đây mọi người ơi, đây là của một nam. Đây là hai nam trái cực. Đây là hai nam trăm cùng cực không? Có một đường cong. Hai nam trăm mà cùng cực nó đang có xu hướng đang xen vào nhau chưa? Còn chặt ở cùng cực bên kia thì đang có xu hướng các bạn đẩy với bạn để nhau. Ok ha. Rồi vậy bây giờ nghe nghe. Vậy rốt cuộc những đường này là những đường sức từ. Vậy đường sức từ có ý nghĩa gì? Đúng không? Rồi bây giờ hỏi này hỏi. Học điện trường rồi. Làm sao biết được độ mạnh hay yếu của điện trường? Lắng nghe cái này quan trọng nha, không hiểu thế nào. Đó là gì mình đại lượng gì cho biết độ mạnh yếu của điện trường? Cường, độ, chứ là chung này là cường độ gì? Điện, trời ơi, điện, trời ơi, điện trường mà, nó cường độ với bạn. Cường độ điện, điện trường, ký hiệu chứ gì? Ôi giỏi quá. Ok không? Và trong bài này, để biết được độ mạnh yếu của từ trường thì chúng ta có một ký hiệu mới, đó là chữ B. Và ký hiệu này người ta gọi là cảm ứng từ. Ok nha mọi người, nhớ nha mọi người, gọi là cảm ứng từ nha mọi người. Ok không? Nó sẽ nói về độ mạnh yếu của từ trường mà nhớ luôn. Đừng khuyết tắc kiểu này. Nó kỳ lắm, viết chữ cảm ứng từ nha, đừng có biết tắt ba cái đầu nó kỳ lắm. Không biết nó chỉ gì thôi. Thôi, không có đầu ra. Không, đổi ra rồi, người là ghi chú cho mình cái người độ mạnh yếu là cảm ứng từ B. Viết nguyên không tắt nha. Điều kích, không thơm lắm, không thể nói. Ủa thôi, thầy nói mà. Thầy nói là sao? Đây là mấy không thích thôi. Thôi, mấy không thích. Chương này chỉ có 5 công thức thôi. Cảm ứng từ thôi. Úi dữ vậy. Ok, cảm ứng từ B nè. Rồi, không biết là ghi vô cái chữ cảm ứng từ B thôi, vậy cảm ứng từ B nè. Rồi, ok. Rồi, ba mọi người ghi định nghĩa đường sức từ mình cả. Đường sức từ là gì? Là đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm. Ghi chú vô rồi mọi người, đường sức từ nha. Sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm. Sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm. Sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm. Chính là hướng của từ trường tại điểm đó. Có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó. Có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó. Sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm. Thầy cho tiếp tuyến tại mỗi điểm. Có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó. Tiếp tuyến tại mỗi điểm. Có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó. Nhìn. Ngó từng bạn. Rồi, định nghĩa nó trừu tượng lắm. Giờ ngó cho coi nè. Nghĩa là sao? Nghe nha. Nghe là con trai. Đường sức từ là gì? Là đường tại mỗi điểm. Ok không? Thì tiếp tuyến của nó chính là hướng của từ trường B. Ok không? Hướng của từ trường. Tiếp là đường mà tại mỗi điểm. Các bạn ơi, thì tiếp tuyến chính là hướng của từ trường. Được không? Vậy đố người biết làm sao biết được hướng của từ trường này? Kẻ gì? Kẻ gì lên? Kẻ tiếp tiếp tuyến. Và nó cũng chính là hướng của từ trường nha mọi người. Vậy đường sức từ là cái đường thể hiện điều đó. Nó sẽ tập hợp tất cả những đường B lại. Nó co lại thành một đường cong. Được chưa mọi người? Ok ha. Đây đó là đường sức từ mọi người. Và thí nghiệm để thấy được đường sức từ á, người ta gọi là thí nghiệm là từ phổ mọi người. Và đường sức từ chúng ta có tổng cộng là 4 tính chất như sau các bạn. Rồi ghi chú mình chỗ này các bạn ơi. Mình có tổng cộng là 4 tính chất mọi người. Này đến biết bài thuộc nha mọi người, không thuộc không nhớ rồi.
thấy mình thuộc dễ lắm, hy vọng các bạn cũng thuộc giống mình. 2 năm rồi mới dạy bài này. Ủa, nói thiệt. Biết sao không? Bài này của chương trình lớp 11 cũ. Mà năm ngoái đâu có dạy 11 cũ đâu. 11 mới rồi, 2 năm mới dạy bài này. Ủa chứ mọi người biết là cái bài mà vật lý nhiệt á là Quý Văn nhiêu năm rồi thầy mới dạy lại cái bài đó không? 3 năm rồi. Tại vì đó là bài của lớp 10 cũ. Là ngồi đang học chương trình lớp 10 cũ, người ta học không được đi nha. Người cũ người ta học đó đó. Bé lớp 10 ngày xưa á. Đúng không Huy? Đúng không Huy? Huy học nhìn cũ nè. Rồi ok vô. 4 tính chất. Tính chất nhất. Nhất nhất 10, nhất nhất. Rồi qua mỗi điểm trong không gian ta chỉ vẽ được một đường xúc tự. Rồi, tính chất nhất mọi người, qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường xúc tự. Qua một điểm nha, chỉ vẽ được một đường xúc tự. Vậy các đường xúc tự có cách nhau không? Có cách nhau không? Không, rồi suy ra luôn mọi người, các đường xúc tự không cách nhau. Rồi thứ hai. Thứ hai, các đường xúc tự là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu. Khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu. Khép kín nha mọi người, hoặc là vô hạn ở hai đầu. Là cái đường khép kín hoặc là vô hạn ở hai đầu. Đúng rồi, đang vô hạn mà đang vô hạn. Hoặc là khép gì? Khép kín. Thứ ba, hướng của từ trường tuân theo các nguyên tắc nhất định. Chúng ta có một nguyên tắc trên bảng là nguyên tắc gì vậy? Nguyên tắc gì rồi? Vô gì? Vào nam ra với bạn. Rồi bắt rồi còn nguyên tắc nữa tí nói cho mọi người ok ha. Và cuối cùng đó là nơi nào mà từ trường mạnh thì đường sức dày. Nơi nào từ trường yếu thì đường sức thưa. Từ trường mạnh thì đường sức dày, từ trường yếu thì đường sức thưa. Từ trường mạnh thì đường sức dày, từ trường yếu thì đường sức thưa. Rồi, ngó đây, đây là hình ảnh của từ trường nha mọi người. Đây là những cái nên 500 người đặt lên. Nhớ nha, 500 thì luôn có hướng vào nam ra với bạn, ra gì. Được không? Ok ha. Rồi, nghĩ là sao? Nếu như mình đặt một thanh 500 ở đây. Nhìn nè. Thì đố người biết các cực này sẽ là cực gì? Cực bên trái là cực gì biết không? Cực nam, vì 500 vào nam, mọi người vào nam. Và cực này là cực gì bạn? Cực. Cực bắc. Nếu mình để một thanh 500 này thì sao? Cực này là cực gì bạn? Vào gì? Vào nam và ra gì của bạn ra? Được không? Ok ha. Nhớ nè. Rồi, nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc của 500. Và bây giờ chúng ta qua nguyên tắc số 2 là quy tắc của dòng điện. Và để coi được nguyên tắc dòng điện mọi người, thì các bạn giúp mình ngó được thêm một thí nghiệm nữa mọi người. Rồi, chịu khó ngó thêm cái nữa nha. Rồi, đây là thí nghiệm người ta tìm đường xúc từ của dòng điện thẳng. Rồi, đặt dòng điện lên nha. Ngó là bơm. Là bơm ngó TV. Cắm điện. Nắm tay phải. Rồi xòe bàn tay.
đếm ngón tay xòe ra, xòe ra, có tay không? Có mang tay theo không? Lấy tay ra nào, tay đâu tay đâu, đưa tay lên nào, bảo bên nhau bạn. Rồi giờ xem đây nha mọi người, rồi đây là quy tắc nắm tay phải và mình có hai loại nắm rồi nha mọi người, ok ha. Nói lại nha, mình chỉ nắm bản thân mình thôi nha, không nắm tay của bạn nha mọi người ơi. Chứ hôm qua có hai đứa kia ngồi nắm tay nhau luôn đó. Rồi bây giờ các bạn coi mọi người, nhìn khó chịu. Rồi bây giờ nó rồi. Không phải anh tị luôn, nhìn khó chịu thôi. Bây giờ coi mọi người, nhìn. Bây giờ mình đang có một cái dòng điện dưới này, ok không? Và bây giờ ngó nè, ngó nè, ngó nè, ngó nè, ngó nha. Thì từ trường của dòng điện này là những cái đường gì các bạn? Đường gì mới nhìn thấy đường gì các bạn? Đường tròn, ok ha. Rồi đường tròn bây giờ vẽ nha. Mặt ngoài á, mặt ngoài thì mình vẽ mặt ngoài thì mình vẽ nét liền, còn mặt trong mình vẽ nét gì các bạn? Nét đứt cho mọi người, ok ha. Rồi bản chất nó là những cái đường tròn thôi mọi người, ok ha. Nó là các cái đường tròn. Rồi ok, vậy bây giờ nghe. Vậy ở đây quy tắc là gì? Rồi, xòe ra nè. Đấy mà nha mọi người, ok ha. Rồi, tay của mình sẽ có xu hướng là cong lại như này mọi người. Wow. Mèo mèo mèo. Rồi mọi người thấy mọi người mình cong tay như này mọi người, ok ha. Và ngón cái luôn thẳng ra nha. Ngón cái luôn thẳng. Tay phải mọi người, có người giơ tay trái kìa. Mấy người giơ trái phải không? Tay phải nha, tay phải. Rồi, tay phải nha mọi người, ok ha. Rồi mọi người, cái tay mình có xu hướng này nha. Đó. Rồi, đây là dòng điện thẳng. Dòng điện thẳng, cái ngón nào thẳng nhất trong cái năm ngón này? Ngón cái. Thì ngón cái sẽ là ngón của dòng điện nghi. Được không? Ok ha. Ngón cái chính là chiều của dòng điện nghi. Ok không? Và bốn ngón tay nó sẽ bo lại thành một hình tròn. Được bạn ơi. Và cái chiều mà nó gom lại á chính là chiều của từ trường. Rồi ngón cái chỉ lên nha mọi người. Rồi bốn tay nó gom theo chiều từ trường, nó gom theo chiều từ trường, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngón cái là ngón dòng điện nghi nha mọi người, ok không? Tay mọi người dẻo không? Dẻo mà đúng không? Đúng rồi, đây thì nó gom lại là chiều từ trường B, ok không? Vậy với hình này mặt ngoài hướng sao? Trái sang hay phải sang? Từ trái sang phải. Đúng rồi, ok rồi, ok không? Còn mặt trong là gì mọi người? Từ phải sang gì? Sang trái rồi. Dấu liền đậm nha mọi người, là mặt mặt ngoài. Rồi chỉnh tay nha mọi người. Đi xuống chỉnh tay. Ngồi đi, ngồi kiểu giờ. Đi xuống. Đúng rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ tiếp. Chưa. Cái này thì dễ nhìn nè mọi người. Đếm nha mọi người, xòe nha. Không ai để tay dưới bàn đó nha. Để tay dưới học bàn làm gì? Xòe ra. Nắm cái gì với học bài rồi. Rồi bây giờ coi rồi, bây giờ coi rồi, rồi bây giờ nghe nghe. Rồi, cũng không có SOS vậy nha, không có như vậy nè. Rồi bây giờ nghe, bây giờ tiếp. Có hai ký hiệu. Một là dấu chấm, hai là dấu cộng. Còn nhớ hay không? Giờ nhớ dễ lắm, lấy cái bút ra. Dấu chấm đó mọi người, một cái bút luôn, một cái mũi tên đi. Mình có cái đầu với lại cái đuôi thì nói là cái đít nó kỳ lắm. Cái đầu và cái các bạn, cái đuôi. Vậy mọi người thấy dấu chấm là mọi người thấy cái đầu hay cái đuôi? Cái đầu hay cái đuôi, như đừng nói cái thấy gì mọi người? Mình thấy dấu chấm là thấy là cái đầu của nó, đầu nhọn hay là cái đuôi bự của nó? Cái đầu hay cái đuôi các bạn? Cái đầu à. Đúng rồi, vậy thì dấu chấm nó hướng gì mọi người, hướng gì? Hướng vô mặt mọi người. Nhớ nha. Dấu chấm nha mọi người, ok mọi người, nó hướng ra mọi người, nó từ cái mặt phẳng tờ giấy á, hướng ra. Dấu chấm hướng ra thì hướng vô mặt mọi người á nha mọi người. Còn dấu cộng là gì các bạn? Là cái thằng nó có hướng sao bạn? Đâm vô, vì khi đâm vô, các bạn thấy được cái đít của nó. Cái đuôi của nó chứ mọi người, thấy cái đuôi của nó mọi người, đúng không ạ? Ok không? Hình dung nha mọi người. Rồi, như bây giờ mọi người coi nha. Nhìn. Vậy bây giờ đây là dòng điện y. Vậy theo mọi người nghĩ dòng điện này hướng sao các bạn? Hướng gì điện này? Vô mặt người á. Hướng sao? Hướng ra. Vậy đường xuất từ của dòng này là những đường như bạn? Đường tròn không?
cho mình biết lúc này đường sức từ có hướng cùng chiều kim hay ngược chiều kim. Rồi, let's go. Cùng hay ngược chiều kim. Dòng điện y đang chỉa ra mọi người. Rồi nó tay phải rồi, tay phải. Tay phải, tay đâu, tay đâu, tay đâu. Rồi tay. Đặt tay rồi. Dòng điện y cùng chiều kim hay ngược chiều kim. Tay không thẳng cái này nha. Tay lung gom vậy nha mọi người. Gom lại nha mọi người. Biết mấy con mèo mà ngay cửa mấy cửa hàng không? Rồi vô mọi người, về hướng cùng hay ngược chiều kim? Ngược rồi, ngón cái y nè, y thấy không? Ngón cái y bốn ngón tay gom lại, thấy không mọi người? Thấy gom không? Và cái chiều này là chiều gì các bạn? Chiều này là chiều ngược chiều. Ngược chiều kim không? Ủa, không biết ngược chiều kim, ngược chiều kim là gì đâu không nổi á, trời ơi. Đây là chiều ngược chiều kim nè. Đúng bạn, ok không? Rồi nha, tiếp kêu giờ, kêu giờ. Kịp không? Kịp nha, ai cũng phải biết dùng tay nha. Tiếp. Dấu cộng. Từ trường hướng sao? Hướng sao? Cùng chiều kim hay ngược chiều kim? Cùng hay ngược? Rồi, y đâm vô đúng không mọi người? Hướng vô đúng không? Rồi, dòng điện y đâm vô. Thấy không? Bốn tay chỉ chiều đường xuất từ. Vậy là hướng sao bạn? Hướng sao? Hướng cùng chiều. Cùng chiều kim chưa? Đúng không? Đúng không? Rồi ok, đây là trường hợp số 1 là dòng điện thẳng. Tới trường hợp số 2, dòng điện không thẳng nữa. Rồi, dòng điện cong. Rồi, nói mọi người ơi. Rồi, đây là một ống dây mọi người. Rồi ok, bây giờ coi thử đường xuất từ của ống dây nó sao. Rồi dừng. Dừng. Rồi lúc này mọi người ngó nha, cái ống dây bên trong á thì cái đường cũng là đường gì? Bên trong là ống dây là đường gì bạn, đường gì? Đường thẳng. Rồi ok, rồi giờ nghe mọi người nghe. Vậy do đó ở trong lòng ống dây hay là tâm của những vòng dây tròn thì đường xuất từ sẽ là đường các bạn, đường thẳng. Có ngoài đường gì? Ở ngoài là đường các bạn, là đường đường cầu một cái ha, nhiều người nó ok đi hết rồi. Rồi giờ coi nha mọi người, đây là vòng tròn nha. Rồi đường đậm là đường mặt ngoài với đường mặt như này, mặt trong. Đó là cái đường ở chính giữa ngay tâm của ống dây á, nó là đường từ gì các bạn? Từ gì? Nhá, từ trường nha. Và đường là đường như này, chứ đường gì luôn? Đường thẳng. Rồi bây giờ nó. Nếu như dòng điện này là dòng điện cong có chiều từ dưới hướng lên, nhìn lên bảng. Hồi nãy dòng thẳng đúng không? Thì ngón cái là ngón của dòng điện y. Bốn ngón này là bốn ngón cong, chỉ đường trường. Nhưng bây giờ dòng điện còn thẳng không? Chả lẽ vậy? Không có cong gì được. Đúng rồi, nên như đó trong lúc này bốn ngón tay nó sẽ là chiều của dòng điện. Và ngón cái sẽ là chiều đường trường. Nó đổi chỗ lại nha mọi người. Đổi chỗ lại nha. Bởi vì dòng điện là dòng điện cong. Đúng rồi, nên bốn ngón tay sẽ chỉ chiều của dòng điện. Và ngón cái sẽ là chiều của đường trường. Được chưa? Nó đổi lại vị trí so với cái hồi nãy. Chị ngó. Theo mọi người nghĩ lúc này từ trường hướng sao? Trái sang phải hay phải sang trái? Rồi xòe tay, tay đâu? Tay nha. Rồi mọi người coi mọi người, tay mọi người ơi. Vậy ở đây các bạn nhìn mọi người, chúng ta có là chiều đúng không? Ở đây là cái dòng từ dưới dòng lên. Nên là nắm tay phải và chiều dòng điện là chiều của bốn tay. Thấy không? Từ dưới dòng lên. Từ dưới dòng lên đúng chưa mọi người? Vậy lúc này từ trường sẽ hướng bên tay nào bạn? Tay tay trái không? Từ dưới chạy lên. Từ dưới là chạy lên, thấy không rồi? Thấy không mày? Ok ha. Vậy lúc này từ trường sẽ hướng bên tay với bạn? Tay tay trái. Đây là hướng của từ trường bên. Mỗi chịu vậy được không vậy? Coi có ai không nhìn coi được không?
kêu mấy anh chị hướng dẫn đó. Mấy anh chị đi dùng cái gì, anh chị ở đường ngồi cho mấy chị. Đúng rồi. Nắm tay phải, ok không? Chị trong điện nè. Rồi xem có ai nắm chưa được không? Có ai nắm chưa được? Ủa thì quy tắc ổn. Quy tắc phải là chiều. Quy tắc là công nghệ thôi. Hả? Đi xuống là sao? Cái này dòng điện mà. Không, thì dòng điện y tiêu xuống được. Nhưng mà thì nó chỉ chịu từ trường. Rồi, chỉ chịu từ trường cái là đường thẳng rồi, nghe. Nhân. Chỉ có đường ngay tâm là thẳng thôi. Còn đường nào là đường cong? Những đường còn như vậy. Còn lại đi vô đây là các đường như bạn. Đường cong. Nhưng cũng sẽ chỉ chiều dưới não bạn. Y gì? Y chang. Đúng rồi. Ok không? Quy tắc này là quy tắc nắm tay phải số 2 với dòng điện cong. Lắng nghe nha, đừng giỡn nha. Tí nữa mình lắc á. Rồi bây giờ tiếp luôn. Tuy nhiên á, lúc này người ta vẫn cho rằng ở đây mình có hai mặt. Một là mặt nam và hai là mặt bắc. Theo một người nghĩ nha, mặt bên phải hay là mặt bên trái, mặt nào là mặt bắc, mặt nào là mặt nam, mặt phải là mặt gì đâu biết. Mặt vào đây à? Vào nam, đây là mặt gì vậy? Mặt nam không? Còn mặt này là mặt gì vậy? Mặt bắc, bởi vì từ trường vào nam ra gì? Nên lúc này cái diễn này của hai mặt luôn. Mặt nam và mặt các bạn. Mặt mặt. Ok ha. Rồi được chưa? Rồi tiếp nha. Giờ hỏi người tiếp. Bây giờ mình đang có một cái dòng điện cong hình tròn. Nó đang đi theo chiều ngược chiều kim. Vậy đố biết từ trường hướng sao? Từ trường B của mình sẽ hướng sao các bạn? Đang có hình tròn này nha. Vậy đố mà biết từ trường B hướng sao các bạn? Xoe hướng sao vậy? Từ trong ra hay từ ngoài vô? Vô mặt mọi người hay vô các bạn? Rồi các bạn nắm tay phải nha. Rồi bốn tay chỉ dòng điện, bốn ngón tay chỉ dòng điện nè, thấy không? Bốn ngón tay chỉ chiều dòng điện đúng không? Rồi vậy ngón cái là ngón của từ trường B không? Đúng không ạ? Vậy lúc này cái dấu của B phải là dấu chấm hay dấu cộng? Dấu chấm. B là ngoài. Ok là Akilo. Được không? Tiếp nha, tiếp. Rồi, nếu như hình này là hình vuông. Hình vuông tương tự thì không khác. Rồi, đố biết lúc này từ trường hướng sao? Nhanh, go. Từ trường hướng sao bạn? Từ trường hướng sao? Đâm vô gì bạn? Vô bạn đúng không? Dấu gì? Dấu cộng. Được không nhỉ? Không được ai khờ chỗ này nha. Chỗ này không khờ được nha. Khờ là banh luôn chương này á. Nhớ nha. Chương này đòi hỏi mọi người phải biết nắm tay. Nhớ nha. Trước khi học á mình hay là xoay cổ tay cổ chân chứ không vô lắm. Để tay cho nó thẳng ra. Rồi ok hai người, rồi ok ạ. Được không rồi? Được không vợ? Rồi tiếp nha. Bốn, dù tôi phải phá sóng AirPods được rồi. Trời ơi, vô học mà cắm AirPods một đứa, hai đứa. Nghe gì? Mỗi thầy gửi mấy audio này hát cho nghe. Ôi không biết rồi, tôi hát hay lắm á. Điều không? Ủa chứ con máy không biết không nói nghe. Đúng không? Rồi, tiếp. Tiếp nè. Đó là một trường hợp nha. À, bây giờ mình còn một trường hợp nữa. Đó là bây giờ không phải là những vòng dây. Mà bây giờ á, mình là những cái dây như thế này.
này gọi là những gì biết không? Ống dây chứ mới là sao mọi người. Là cái ống dây được quấn hay là gọi là nam châm điện á. Đúng rồi. Vậy bây giờ dòng điện mình nó đang có chiều hướng như thế này. Đi vô đây nè, rồi đi vô đây. Lên trên đây nó vòng vô trong. Xong chạy các bạn. Chạy lên rồi vòng vô trong rồi chạy gì? Chạy lên rồi vòng vô trong rồi chạy các bạn chạy. Chạy lên không? Đúng bạn, rồi nó vòng ra ngoài này. Rồi đố biết lúc này từ trường hướng sao? Nhanh. Phải sang hay trái sang? Phải sang hay trái sang? Phải sang đúng không? Rồi coi nha. Bốn tay. Từ trường B. Đúng bạn, đúng không? Đúng không mọi người, từ trường B rồi, dòng điện y từ trong ra lên. Đúng rồi, ok ha. Vậy lúc này từ trường của mình hướng từ phải sang sang trái không? Và lúc này đây là một nam châm điện nên nó cũng có hai cực luôn. Đố biết bên này là cực gì? Cực gì các bạn? Vào gì các bạn? Vào vào nam. Ra gì các bạn? Ra bắc. Ok không? Được không vậy? Được chưa? Được chưa? Được không mọi người? Ủa không? Nhớ không? Chị đã có hai nguyên tắc nha. Một nguyên tắc vào nam ra bắc. Hai là nguyên tắc nắm tay gì? Nắm tay phải. Được chưa mọi người? Ok à, và nhớ luôn nè mọi người nghe. Dòng điện thẳng á, cái gì mà thẳng á là ngón gì? Cái. Còn cái gì mà cong á là gì bạn? Bốn ngón tay. Ok không? Dòng điện thẳng á ngón cái, người từ trường thẳng là ngón cái. Đố bạn dòng điện cong là bốn ngón, bốn tay. Được không vậy? Ok chưa? Ok. Ok ha, mình không muốn chỉ mọi người kiểu là xòe bàn tay sao cho ngón cái chỏi ra 90 độ là chiều của từ trường, bốn ngón tay vòng lại là chiều dòng điện. Thôi, ok không? Mọi người tự dùng tay mọi người được ha. Ok không? Ok. Được rồi. Ok ha. Rồi. Tiếp nha. Rồi, và bây giờ các bạn ơi, đằng sau rồi chúng ta có bài tập. Bài tập của bài này á, nó chỉ có trắc nghiệm lý thuyết thôi à. Và mình có ghi rõ hình ảnh của các chiều luôn á. Bạn nào mà nhìn không được á, trong đề cương mình cũng có vẽ cái tay của mình vô trong vòng á ha. Ok ha mọi người, có thể về các bạn sẽ thêm cái đó để các bạn thực hiện ha mọi người. Ok ha. Rồi, nay nghỉ sớm. Yeah.